cớ sao lòng thần thờ. Yêu là cưới trên dưới hai nhà làm xuôi, rượu bia chơi lắm trên tháng mười ngày có cục cưng nuôi. Tình mặn nồng, yêu đậm sâu có đất tơ hồng, thì cũng không làm cho ta xa cách nhau. Em trồng rau, anh cắm câu, tính toán trong đầu, nhất quyết đôi năm về làm dâu. Đến bao ngày xuân đi qua, xin phép gia đình mẹ cha cho đón em về làm dâu. Hai đứa sau này làm dâu, kéo theo đàn trai bưng bâm, coi bói ngày ngày hàng năm. Nặng ơn anh tới, anh đón em về kết tình trăm năm. Đến năm mơ, ngày làm thơ, thương rồi nhớ mà cớ sao lòng thần thờ. Yêu là cưới trên dưới hai ngả làm xuôi. Để đây thì hơi xa. Chụp cho mẹ chiếc, rồi anh Duy gửi qua cho mẹ. Chụp cho mẹ đây, cầm điện thoại anh Duy chụp đi. Chụp cho mẹ đi. Ông đi. Ông đây à, con qua đó. Qua nó thì gì ba giờ. Nó ngoại, ngoại. Ở đâu á? Vợ luôn á. Đưa cho chàng. Là ông Lý Phúc chẳng. Thấy không? Ông nó phải để nó đi qua đây lấy tao nhớ ngày rồi. Tôi qua trực tiếp nhận rõ ràng nha. Đó. Tôi còn hai á, thấy không? Nói gì còn hai với thằng Phúc. Mà hai cái thiệp đó đó là để mình đi. Đó, nó hồn sao nhớ ngàn. Bữa nay là cái ngày của thằng cần thủ Quang Vinh, nó thành hôn rồi quý vị. Thì bữa nay là cái ngày xuất giá của nó nè. Thì đàn trai bắt đầu đãi, thì quý vị nghe nhạc sập sình sập sình đó thì cũng không dám quay nhiều. Cho nên mình sẽ tài trợ chính là công ty trách nhiệm hữu hạn một mình nên mà chính cô là công ty vàng bạc đá quý đó quý vị. Thì tài trợ cho Đinh Quang Vinh. Đó, quay lên coi đó, có bà chính này nha. Nói chung là tại vì thương con cháu cho nên tặng sĩ không, không có tặng lẻ quý vị ơi. Là cho Nguyên Khai đang lựa chọn. Cháu là trong cái thành phố. Cháu Nguyên một là khi nhà. Rồi hai quá. Ok. Rồi nhớ căn khúc này. Nhớ căn khúc này. Nó đừng quánh con là được. Một. Ê bên gì không có hầm ba. Tôi số 12 hả? Ở đây biên bản có trơn rồi, chạy đâu cho thác. Thì xin chân thành cảm ơn quý vị đã không quên gia đình của chúng tôi. Chương trình chúng tôi đã kết thúc ở đây. Xin những ấy xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại ở những clip sau. Bye bye. Không có tái được. Đi em đi, đi em quay rồi. Đồ có hai ta hai con luôn kìa. Anh Chi tối nay được đi ngủ rồi đó dây chuyền. Anh Chi tối nay được ngủ ngủ rồi đó. Rồi nay em đại diện mẹ là cũng có quà tặng anh Ti, thì chúc mừng anh Ti là sẽ trong năm hạnh phúc. Rồi đó. Trong năm tình viên mãn. Rồi cảm ơn em, ngày mai là anh bỏ bọng là anh đưa thẳng anh luôn. Rồi chào anh Ti luôn. Rồi về. Hey!
chim cò bay vô đất của Quang là của Quang chứ không có nói gì trơn nha. Rồi cảm ơn anh Tiên xin cái chuyện nha. Vô bởi vì vô đi chứ trong quấy vô đi bà này nó làm như là ốm kìa hả, ốm kìa hả, về phải về mới được, phải về thôi. Có mở ốm sao mở thì ngồi lâu quá giờ cho thấy mệt quá thôi về. Chúc mừng trăm năm hạnh phúc nha. Ốm luôn cho thẳng thừng này mở ra coi trời cho lộ liễu tức quá tức biểu cảm biết ruột à. Nhiều lần đi câu cá rồi cậu cháu cũng bán cá được nhiều đó, nhưng mà mình rứt ruột mình cho con cháu thì không có gì để nói nữa. Mình chơi liều mạng luôn đó. Cho được rồi, được rồi, quay mặt ra ngoài đem cắm ơi. Cắm đâu? Đâu tụi này đây đây đâu 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 đâu. Giờ này không? Cắm cậu quay qua, cậu đi quay nha. Không ai lấy như bạn ô lấy tiền không? Mốt trong hình này vô mốt. Vô vô. Rút cái đây nè. Để rồi. 2 3. Để cho kiếm OK. Để rồi. Ừ, mày hết được chết. Rồi. Thì chương trình lại sức giá của gia đình của mình đã xong. Và cháu mình nó cũng thu hoạch được mớ. Trời hiệp cha. Ba năm hôm nay diễn ba năm phải không? Ba năm. Phạm Vinh Auto phải không? Ba sáu là cha tận tay chứ không gửi. Cái này ba sáu đi đại diện ba sáu. Bà này. Ba sáu là ba sáu cả. Bà này bà cho bất chấp luôn rồi. Bà cho cũng số. Bà năm VTV đó. Sâu dữ ha. Mẹ. Bà tám chưa cho nữa cho đại diện bà tám luôn cho đủ rồi.